Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên MC Hoàng Phượng. Diễn viên MC Hoàng Phượng có tên đầy đủ là Hoàng Thị Bích Phượng, sinh năm 1996 tại tỉnh Lạng Sơn, tốt nghiệp khoa Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cô đã từng tham gia vào các bộ phim Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà yêu thương, Đi về hướng mặt trời và Đại thi hào Nguyễn Du. Sau Tình yêu vô hình thì cô đã góp mặt trong bộ phim điện ảnh Along the Sea hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, dự kiến ra rạp vào nửa đầu năm 2021. Ngoài ra, cô là biên tập viên, MC truyền hình cho VTV. Hoàng Phượng đã thắng giải diễn viên quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Paris năm 2021. Cô đã đoạt giải này nhờ vào vai y tá Nguyễn Thị Hòa trong bộ phim điện ảnh Tình yêu vô hình của đạo diễn người Trung Quốc Quách Tường. Diễn viên nói: "Tôi thật sự không ngờ rằng bộ phim điện ảnh đầu tay lại đạt được thành quả ngoài mong đợi. Mọi chuyện đến với tôi như là một giấc mơ. Tôi đã cảm ơn đạo diễn, ekip bộ phim cũng như mọi người đã luôn ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật." Phim lấy bối cảnh Đông Dương như năm 1930, xoay quanh hành trình tìm kiếm tình yêu đầy bi kịch của Nguyễn Thị Hòa do Hoàng Phượng thủ vai, nữ y tá xinh đẹp và có nhiều khát vọng. Đại diện ekip cho biết diễn viên được chọn vào vai vì có vẻ đẹp đậm chất Á Đông, phù hợp với nhân vật trong kịch bản. Rena Suru, phó giám đốc Liên hoan phim quốc tế Paris, nhận xét: "Hoàng Phượng là linh hồn của bộ phim. Bà ấn tượng với cảnh nhân vật trong trại giam vì bị buộc tội giết chồng." Ngoài giải cá nhân, Tình yêu vô hình đã thắng giải phim truyện hay Nhật và hợp tác quốc tế xuất sắc. Phim do hãng Truyện Một kết hợp với công ty văn hóa Hồng Nhật sản xuất, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Liên hoan phim quốc tế Paris vừa diễn ra tại Pháp, bộ phim đã mang đến giải thưởng liên hoan cao quý cho diễn viên trẻ Hoàng Phượng, mang tên Tình yêu vô hình, phim hợp tác giữa công ty Hồng Nhật kết hợp với phim Truyện Một sản xuất. Bộ phim kể về cô gái Việt Nam xinh đẹp, mạnh mẽ và nhiều khát vọng do Hoàng Phượng thủ vai. Trong bộ phim, cô đã dành cả thanh xuân để yêu và tìm kiếm tình yêu. Tuy nhiên, sự tìm kiếm tình yêu của cô chỉ mang lại bi kịch. Hoàng Phượng đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, chinh phục được ban giám khảo quốc tế. Bộ phim đã góp mặt của diễn viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. In Five of Love được giám đốc Liên hoan phim đánh giá cao ngay từ đầu. Zerushuru đã thấy được linh hồn của bộ phim, thấy được chất Á Đông ngay từ khi nhìn hình ảnh Hoàng Phượng ở trong cảnh trại giam trong trailer. Hoàng Phượng cho biết: "In Five of Love là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia và gặt hái được thành công rực rỡ." Sau In Five of Love thì Hoàng Phượng đã tham gia bộ phim điện ảnh Along the Sea hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam đầu năm 2020. Với Along the Sea thì Hoàng Phượng cũng được giao vai chính. Phim đã được đề cử tại San Sebastian International Film Festival và Tokyo International Film Festival. Along the Sea cũng nhận được giải thưởng phim hay nhất về nạn buôn người tại Liên hoan quốc tế Cairo, dự kiến phim ra rạp tại Nhật Bản vào đầu mùa xuân năm nay. Ngoài ra thì Hoàng Phượng cũng đóng vai chính và góp mặt trong một số phim truyền hình tư liệu như Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà yêu thương, Đi về hướng mặt trời và Đại thi hào Nguyễn Du. Với chiều cao 1m66, khuôn mặt khả ái, đậm chất Á Đông, Hoàng Phượng đã được các nhà làm phim quốc tế lựa chọn cho vai chính trong những bộ phim có nhân vật phụ nữ Việt Nam. Chia sẻ với giải thưởng cao quý này, Hoàng Phượng cho biết: "Tin vui đến với cô vào sáng ngày mùng 4 Tết khiến cho cô cảm thấy hết sức bất ngờ. Tôi thật sự khó tin bởi đó là bộ phim điện ảnh đầu tay của tôi nhưng lại nhận được thành quả ngoài mong đợi. Có thể nói mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ vậy. Xin cảm ơn đạo diễn, ekip phim đã lựa chọn và tin tưởng cho tôi. Đạo diễn diễn theo cảm xúc bản năng. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn yêu thương, ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật", Hoàng Phượng cho biết. Liên hoan phim quốc tế Paris năm nay có 43 phim trên khắp thế giới cùng tranh giải, trong đó có phim truyện dài, phim ngắn, phim tài liệu. Khu vực châu Á có duy nhất bộ phim In Five of Love lọt vào vòng tranh giải cho phim truyện. In Five of Love đã đạt được 3 giải thưởng lớn: giải phim truyện hay nhất, giải hợp tác quốc tế tốt nhất và giải diễn viên quốc tế xuất sắc nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.